để giả lập ánh trăng và bóng đổ của ánh trăng. Trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng với sân chiếu sáng. Bây giờ tôi tắt học lại đi, các bạn comment top và chọn về khởi tạo đèn. Các bạn chọn đèn với sân, tôi kéo từ vị trí này kéo vào. Các bạn hết sức chú ý, nếu mà đặt đèn sân các bạn không chọn nhất mà chọn no để giữ nguyên môi trường gradient ra của chúng ta. Sau đó các bạn về lệnh di chuyển, kéo về sân này cao lên một chút. Các bạn chuột phải, chọn phần Select Target và đẩy qua đây. Chúng ta chọn Variation và qua Modify. Ở đây, ánh trăng, tôi có độ bóng và màu bóng, tôi sẽ chọn một màu nghiêng xanh. Tương tự thế này, OK đóng lại. Các bạn nhấn F9, Render để thấy kết quả. Chúng ta đã có bóng chiếu vào cửa sổ rất đẹp, muốn bóng này mềm mịn hơn, các bạn tăng phần size multi này lên bằng 2 để cái viền bóng này mịn hơn nữa, bởi vì ánh sáng ban đêm rất yếu. Bây giờ các bạn bật F10 lên và bỏ phần override, nhấn render để thấy kết quả cuối cùng.